tê dụ chí chồng ná tờ hãy nình cơ tù thậu tư cụ tư tàu lệ xón trại thiên mùa nhót tròn tờ nền chí bê xỉnh lút rõ tà làng xã Hòa Bắc huyện Hòa Vang rộng Đà Nẵng. Tê dụ chí ban tàu, tàu nền chí bê xỉnh tờ nọ của cụ lạc sĩ chồng tí mà giờ là tư trị tàu tê chồng ná tờ hãy nình cơ tù nhót tròn là trống Trường Sơn. Bên này chỉ bên thành đền no, na tê chồng do bên lì là trâu lúc chay của cái chay tua tử no, nó mà bên chia thì họ tê nu họ ba cổng chùa họ trong cỏ, thằng tê mà tu chỉ hoàn toàn tao đợi hai nền cửa tù cô tứ bóng rủ rủ lờ. Ta chỉ tỏ an tớ nọ hầu cô tứ đã cá đổ cho nền chỉ bên sinh cỡ thi sau. Lún tòn tóng tờ nền cơ tù, tòng hôn tòng cho lọ ùa. Mua tù bà trì xó, tù bà hải xó, bấy tù bà xí lọ cái xó. Số cầu do lún tò trì xó. Lún tò trì xó tờ no, nếu tòng muốn chủ ùa ý dạng cầu lì đại xế. Ôi dò mất dù một trò chạy của tờ tùa. Chỉ ở tàu tên tàu chỉ linh đời luôn tỏ nò, mà hãy nên cơ tu hứa chủ của đầu báo giả hậu lử. Hòn tù hoàn toàn tàu nò, mà dòn tù của cấu xó, thiên tù của chát xó, cho sầu lũ của tỏ nò. Nhọc họ ở nhốt chấp là lì thiên tế cha. Là mình ngồi lại mình dệt á, thời gian đó cũng khó khăn và lâu nhất. Thảo tê, tên tao xó thở nò, tao bó nịa nình cơ tù, phải tao giờ lấy trò ba trứ, ta xì nhỉ nò, hao lửa cho ba trứ, hoàn toàn tao, cô tư chỉ chúa là. Lúc đó tớ, giờ nịa tí bệnh sinh tư xí tê ủa, tao xó dù hào kia khứ lò. Dì lý tê lúc lệ xó công nghiệp, mà bao nhiên nành cơ tù, cô tứ như mua cho lò mù có ủa tranh lũ dân dân thì nò, mà lý mua trú trò sầu, luôn tỏ, theo cô tứ chỉnh xó lì. Bây giờ chủ mua ó họ xó cho lò mù trì sọ nò, do đỡ đa là xin chúa. Tên nói dù chủ mua cho lò mù sĩ xào sư, chỉ dò tiền nữ hòa dò chai linh tớ, lý dọc hùa cáo nò, dù chủ xào sĩ đầu thì lý rồng cao. Họ lúc trì lúc cho mà chỉ ta, mua sĩ xế xào trầu là cô tứ nhìn tàu, chủ dò, ủa bàn tàu trò sư chỉ dân tàu lợ. Lũ trì xó no mà dò mốt sống cho lọ ùa. Thảo ùa chát xó cho một trình tờ no dù chủ mua áo tù bó nịa nhớ trò áo xa. Hào lửa trì xó lì no dù chủ ùa lì chà ùa có chỉ xón xó. Cú cờ bếp đấu chồng tua nò kia thầu nhớ cờ mà cu là sinh nhẹ cần gầu thầu chỉ tàu bón tàu là dù cô tí nhìn sầu ùa dù chỉ chí sầu thiết ùa bỏ từ ùa dù kế chỉ dù họ đã gác khỏ đùa trầu ùa một lò chế bao lợ. Chiên thọ tàu ít đảnh tàu mà bó nỉa nên cơ tù cô tứ mua cho xó nó cho lò mồ hía trò tá tóc án tớ mua ít tục bà cho lò mồ thí trò thía ua cỏ cho xó nó nửa chua khó nhốt chấp lần tờ hao lửa nò màn tớ giò tò cho xỉ xó tờ nò ua lê chạ ua cỏ nửa sông cao theo thứ tàu bó nỉa nên cơ tù sử dụng ít lúc trí dị giá hón tôn tò nò mà ua tró ua trải ta thổ tương tò tàu ít đại tàu. Đòn tàu nò mà bóng tàu xe ở chấp lờ. Do chủ má mà ùa thiệu ở tí rộng ở xứ. Họ nó chỉ do tìa dung dị.
giờ tiệt chỉ li mà trong dịp quật chân xó non nền xó thiên đường chỉ rồng nhộn quật trọ quật trải tàu xuất thời nhộn cỡ mà ý kia thì liệu quật tàu y đại tàu nọ giờ nói dụ tứ sự lợi mà bếp long hút xứ cô tương tỏ tàu y đại tàu nọ lợi thiê lúc thông non mà di li ý dọ trọ ở lúc hì thiên liệu quật tía họ do quá trình sợ cho lợi trọ thiên mà bóng di li bế dọ lâu lúc hì vì tiệt sợ lợi non mà bóng tàu sẽ hợp chấp lợi lì thiên nhuốc cờ dù chỉ trồng ná hoàn toàn tóc tại nền cờ tù, chỉ trồng tê ban tóc cho lòng của. Nói nhỏ tê có ban tóc là sĩ rồng, thế là sĩ cho lợi cho lòng mụ của trào. Họ nói lớn nhẹ của lo mề là nhất đồ tận tù nền nhẹ, thế nữ cung hơn nữ kế tiên trì sĩ trở. Tê ban tóc tại nó là tư sở lì, cự gió, chuộc khí, tàu là sở của ông linh ông lúc ban trải sĩ sở tây ban tàu tàu sĩ cho lợi cho là ủa do cho ban tàu của tàu hai nền cửa tù nhẹ cha hoặc khánh mà tàu sĩ đầu tây trồng lá là một cái chạy đá khùa ít họ ban tàu ban trải nếu cú mơ nữ ít khó chân trì sĩ sở thầu mất cho lòng của kể lợi của tứ trị tàu ít dạ cầu là sĩ sống cờ sĩ lia mà bị chữ trầu lu nu họ sĩ đu mà bị trầu đại á họ sĩ đa mà bị trầu tên lê bó cử thiết của lỡ của tên nò mà do lỡ chị của sư thiết lỡ của ý giả lý sạch tề cho sòng tu phòng công món đại chia lỡ sáng chế hải cử chia phòng công trầu món đại chia mà lỡ cháo sạch tề lên nò cho sòng tu họ cho ban tận trai tận nò mà lỡ cũng muốn lỡ cho lọt sở trò trầu lớp bí đầu tê nhỏ bạc má ban tòng tiên trò chùa di lý tê ban tao thiệu ở chị tờ tê ban trải tại nò hay nền cơ tù của tứ chị tờ dụ ý dặn hình lì ý chồng nà tờ lò họ lon tờ bó nịa mà phải ở ó họ chồng nà tới giờ lút cho lũ trò trầu lút thống lũ họ khánh tàu tê bó nịa nò nà trò họ tranh nú họ lút thống tế mà họ khánh tàu sĩ trầu cho nú ở cái chài dĩ ninh mà họ khinh thả lúc trò lũ tề thiết đẩy bỏ chi ra tỏ số tiền tế cho chung ná lị vờ trị tròn tới bỏ nìa đọt trâu cho phùa cáo thiết đẩy bỏ chi thiết lúc tròn tới dĩ ninh lúc cho nợ chính ninh mà nợ giở trâu cho bọn nè ở sàn thủ dài chỉ ta linh tới nếu cô chỉ muốn lũ nát khủa thiê cầu mỏ thiệu quần phái trâu nhìn nó dù chỉ hoàn toàn tao của tư tàu muốn trốn bề ý hậu trâu dạ dù chỉ tàu phương sự trâu kiến toàn gì nhớ trâu huyện Hòa Vàng rộng Đà Nẵng liên niệm tiếp bên sinh từ do ta la mà niệm tiếp bên sinh là cố tứ môn tàu dạ chu chỉ dòng chư sinh cha là do kế hoạch trả đòn gì hoàn toàn tao còn nói do ý dạ là suy dòng kế phước sự trầu kiến đòn gì do đâu gì no cố tứ tính trả tàu ít xì lớp kia thiết cỡ chu chỉ hoàn toàn tao còn nói do ý hậu tới hậu lử là suy chỉnh chính kia trọng khuôn đòn gì tu dọn tại nó tàu sai tàu bỏ niệm tiếp bên sinh thì các lịch kế chạy cô lịch trồng ná xem và chiêm ngưỡng những cái nghề truyền thống của bà con cái trang phục của mình bản sắc của dân tộc của mình có thể trồng ná no mà dù giờ bỏ phử cho dù giờ nành lý chú chì nếu chỉ biết rằng ná dù giờ nành lý trồng hậu cho nú hoặc cái lò rể hoặc cái chài mà cô giờ chia bỏ phử dù giờ nành lý chú chì cọ chỉ sắp bông lo lý gì trong ắt sẽ lên cột lâu
chú chỉ hoàn toàn tao tận nền cờ tù từ tàu trôn về ở chú chỉ của phen cái tế chờ. Trong ác linh cầu dị xã Hòa Bắc, tích trà tổ hợp tác hoàn toàn tao tận nền cờ tù đã trò mua kế cộng đợi cho bọn nịa xây trò lũ rõ tà làng, thiết giảng bí. Còn nó bỏ tàu tìa hậu lửa chính khờ hội trả giúp chị hoàn toàn tàu đợi hai nền cờ tù nhất trò Hòa Bắc của tứ tàu nọ hậu trẻ nhó thiên địa chỉ vệ sinh xây lo mò xìa. Vì tiền nói cho hậu lửa chính khờ bỏ phụ dụ dạng này để giúp chị thiết kế dòng xìa, dọc xìa đợi hai nền cờ tù ra tế nọ.